sao gọi là nương chướng ngại bên ngoài, như có người nương học theo thầy không phải thiện sĩ do nhân duyên đây, thời thầy không thể được dạy dằn dạy trào thuận theo chánh pháp, lại ở chú xứ có nhiều việc hung ác hoặc có rất nhiều sự khủng bố của người hay phi nhân gây ra, vào ban ngày có nhiều chúng tập hợp hỗn náo, có vô số việc thay đổi lộn xộn, vào ban đêm cũng có nhiều tiếng cãi vã nói lớn tiếng của những chúng hội nhóm họp huyền náo, lại có trùng trùng khổ sở khó chịu bởi tiếp xúc nắng gió, hay thải loại như vậy gọi là nương chướng ngại bên ngoài. Như vậy đã biện rộng chướng ngại bên trong và bên ngoài, lại nghĩa tóm lược của phần này như thế nào? Trong đây lược có 3 chướng: 1 chướng ngại gia hại, 2 chướng ngại viễn ly, 3 chướng ngại tịch tĩnh. Sao gọi là chướng ngại gia hạnh? Nếu gặp chướng đây hiện tiền thì đối với gia hạnh phẩm thiện không có khả năng, cũng không có đủ sức khảm nghiệm. Việc đây như thế nào? Đó là mắc phải các thứ bệnh nặng khốn khổ thường sanh khởi, như cảm gió nóng sốt hoa đàm, hoặc ăn phải thức ăn xấu tổn động lại trong thân thành bệnh, hoặc bị rắn rết bò cạp côn trùng chết đốt, hoặc bị người và loài phi nhân quấy phá bước não, hoặc không có được y thực ngoạ cụ thuốc trị bệnh cùng các vật dụng nuôi thân khác. Hết thành loại như vậy gọi là chướng ngại gia hạnh. Sao gọi là chướng ngại viễn ly? Hoặc ăn thức ăn nặng nề, nhiều sự nghiệp, nhiều việc làm, nhiều sự bôn ba, hoặc vui đắm sự nghiệp, do nhân duyên đầy yêu quý trùng trùng các sự nghiệp đã tạo tác, tâm bị lưu tán ở trong các việc kia, hoặc say mê bàn luận nói năng, do nhân duyên đầy tùy sống ngại viễn ly, tu tập đoạn tịch tĩnh, có chỗ khảm năng, có thế lực lớn như chỉ đọc tụng mà cho là vui đủ, hoặc ham thích ngủ nghỉ vì tánh giải đãi, lấy việc ngủ làm vui, lấy việc nằm là vui, do nhân duyên đây thường hay bị hồn trầm thụy miên trói buộc nhiễu loạn, hoặc ưa thích chúng hội huyền náo, do nhân duyên đây vui cùng với chúng tại gia và chúng xuất gia đàm luận những chuyện như chuyện vua, chuyện nước, chuyện giặc, chuyện dâm nữ, chuyện bậc đại nhân giúp người, chuyện ăn uống, chuyện y phục, đủ thứ chuyện thế gian. Hết thảy loại vui nói đàm luận như thế chỉ dẫn đến luận bản vô nghĩa, sáo rỗng, uổng phí qua ngày. Lại nhiều vui thích cùng các chúng kia hội họp, khiến tâm bị tán động, khiến tâm bị nhiễu loạn, hoặc vui thích cuộc sống trùng hỗn tạp, do nhân duyên đầy. Các chúng tại gia và chúng xuất gia, nếu chưa gặp gỡ thì nghĩ nhớ mến mộ, muốn gặp, nếu đã từng gặp thì không muốn xa lìa. Hoặc vui đắm hí luận, do nhân duyên đầy vui đắm các thứ hí luận thế gian, đối với những việc làm tốt đẹp, lợi bản thân, vui hướng đến trước hết, đối với hạnh viễn ly, vui xả bỏ ách thiện. Có nhiều loại pháp chướng ngại như vậy, nên biết tất cả đều là chướng ngại viễn ly. Nếu hiện tiền gặp phải chướng ngại đây, tuy ở xứ A Lan Nhã, núi rừng đồng trống mà khó thể xả bỏ xả lìa sở hữu, tham trước vật dụng, cũng không thể sống ở chốn A Lan Nhã, tịnh thất công nhàn, dưới gốc cây mộ hoang. Sao gọi là chướng ngại tịch tĩnh? Nói tịch tĩnh tức là Samatha chỉ và Tỳ Bát Xá Na quán, có chướng ngại Samatha, có chướng ngại Tỳ Bát Xá Na. Sao gọi là chướng ngại Samatha? Tức là do phóng dật và do trú ở nơi phi xứ. Do phóng dật tức là bị hôn trầm thụy miên trói buộc quấy nhiễu nơi tâm, hoặc với đắc định Samatha liền sanh ái vị, hoặc ở nơi tánh thấp kém tâm vui thích nhập vào, hoặc ở nơi tánh ám muội tâm sanh vui thích say đắm. Do trú ở nơi phi xứ nên người và loài phi nhân quấy rối nhiễu loạn các việc tạp khác bức não, khiến tâm hướng ra bên ngoài mà bị tán loạn, như vậy gọi là chướng ngại Samatha. Nên biết chướng ngại đây nằm chướng ngại sự tịch tĩnh. Sao gọi là chướng ngại Tỳ Bát Xá Na? Như có người lấy tự thị cao cử làm vui và lấy trạo lạn làm vui. Nói lấy tự thị cao cử làm vui, đó là như có người khởi suy nghĩ, ta sanh trong dòng tộc cao quý tịnh tính xuất gia, chẳng phải chủng loại hạn liệt các bí xô khác thì chẳng được như vậy, do nhân duyên đầy tự cao tự đại khinh miệt người khác. Hoặc lại suy nghĩ, ta sanh trong dòng tộc giàu sang như vậy, tịnh tín xuất gia, chẳng phải hạng nghèo hèn, ta có sắc thân đầy đủ đẹp đẽ đoan nghiêm, khiến người đều vui thích muốn thấy, lại nghe nhiều học rộng, nắm giữ tích tập nhiều điều đã nghe, lời nói ra khéo léo, lời nói đầy đủ viên mãn, các bí xô khác thì chẳng được như thế. Do nhân duyên đầy tự cao tự đại khinh miệt người khác, do kẻ kia tự cao cử nên đối với các bí số trưởng lão nhiều trí rộng tu tập phạm hạnh chẳng thể thường cung kính thưa hỏi, các bậc bí số trưởng lão cũng không thường vì người ấy khai phát điều chưa khai phát, hiện rõ điều chưa hiểu rõ,
cũng chẳng vì kẻ kia mà hết lòng chân thành nhắc nhở, cũng không đem trí tuệ thông đạt cú nghĩa sâu xa, phương tiện khéo léo để khai thị, cho đến khiến kẻ kia được trí kiến thành tịnh. Như vậy gọi là chướng ngại tỳ bát xá na, do thấy tự thị cao cử làm vui. Lại như có người chỉ được chút ít trí kiến hạ liệt mà bằng lòng an ổn trụ nơi đó, do đây nên phát sanh tự cao tự đại. Vì tự cao tự đại đây nên sanh tầm vui đủ, không cầu thăng tiến, đây cũng gọi là chướng ngại tỳ bát xá na, do lấy tự thị cao cử làm vui. Nói trọn lại, đó là như có người các căn lúc nào cũng không thành tịnh, luôn trọng cử loạn động, điều suy nghĩ là điều ác, lời nói là lời ác, việc làm là việc ác, không thể an trú tư duy các pháp, không thể bền vững tư duy các pháp, do nhân duyên đầy tỳ bát xá na không thể viên mãn, không được thanh tịnh. Đây gọi là chướng ngại tỳ bát xá na do trạo loạn. Tóm lại có hai pháp năng làm chướng ngại samatha, đó là nhiều phóng dật và trụ ở nơi phi xứ. Cũng có hai pháp năng làm chướng ngại tỳ bát xá na, đó là lấy cao cử làm vui và trạo loạn. Như vậy hoặc chướng ngại samatha hoặc chướng ngại tỳ bát xá na đều gọi là chướng ngại tịch tĩnh. Đây là nghĩa tóm lược của sự chướng ngại, và ở trước cũng đã nói rõ tất cả đều được chung là một, gọi là chướng ngại. Trái với chướng ngại kia phải biết là không chướng ngại, tức là không tánh chướng ngại này xa lìa, không hội không hợp với những sự chướng ngại trên, nên gọi là không chướng ngại. Mà sao gọi là tu huệ giả? Nếu bố thí mà tánh không tội, chỉ vì tâm trang nghiêm, vì tâm trợ bạn, vì tư trợ du già, vì thành tựu nghĩa tối thượng mà tu tập bố thí, đây gọi là huệ giả. Hỏi: ai năng thí, ai được thí, dùng thí để dùng gì, để thí tướng thí thế nào, vì sao thí, nên thí gì, do nhân duyên gì mà tánh thí không tội. Đáp: ai năng thí, người thí thí chủ gọi là năng thí. Nói người thí là tự tay thí gọi là người thí. Nói thí chủ hoặc thí vật của mình hoặc vui muốn thí, chẳng phải không vui thí, gọi là thí chủ. Ai được thí? Có bốn loại được thí: một, do người nghèo khổ mà thí; hai, do người có ân mà thí; ba, do người thân yêu mà thí; bốn, do bậc tôn quý mà thí. Sao gọi là do người nghèo khổ? Là người bần cùng khốn khó, hoặc người hành khất, hoặc người cầu xin, hoặc người mù lòa, hoặc người ngu điếc, hoặc người không có áo quần, hoặc người không chỗ nương thân, hoặc người thiếu thốn các vật dụng nuôi thân. Ngoài ra còn có hết thảy loại khác như thế, gọi là người nghèo khổ. Sao gọi là do người có ân? Đó là hoặc cha mẹ, hoặc người cho bú mớm vú nuôi, hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng, hoặc người giúp đỡ trưởng thành, hoặc người dẫn đường trong đồng trống trong hoang mạc, hoặc người cứu giúp lúc nghèo túng cơ bản, hoặc người ra tay cứu viện khi gặp kẻ thù oán địch, hoặc người giải mở lúc bị giam cầm, hoặc người cho thuốc khi tật bệnh, hoặc người dạy dỗ những điều lợi ích, hoặc người dẫn đến lợi ích an vui, hoặc người làm bạn trợ giúp tùy theo công việc phát sanh, hoặc người chia sẻ vui buồn, hoặc người lúc gặp gian nguy không bỏ rời nhau. Lại có hết thảy loại người khác như thế, gọi là người có ân. Sao gọi là người thân yêu? Là các bạn thân hay những người có yêu quý, có kính trọng, hoặc lời nói tín thuận, hoặc đàm luận qua lại, hoặc có sự thân thiết gần gũi. Lại có hết thảy loại người khác như thế, gọi là người thân yêu. Sao gọi là người tôn quý? Hoặc sa môn hoặc bà la môn, thế gian cũng công nhận đó là bậc hiển thiện, là bậc xa lìa sự tổn hại, là bậc xa lìa do giáo sự tổn hại, là bậc lìa tham dục, là bậc điều phục tham mà tu hành, là bậc lìa sân khỏe, là bậc điều phục sân mà tu hành, là bậc lìa ngu si, là bậc điều phục si mà tu hành. Lại có hết thảy loại người khác như thế, gọi là người tôn quý. Dùng gì để thí? Nếu nói tóm được, hoặc dùng các vật hữu tình mà hành huệ thí, hoặc dùng các vật vô tình mà hành huệ thí. Sao gọi là dùng vật hữu tình mà hành huệ thí? Hoặc thí vợ con, nô tỳ, tôi tớ, hoặc thí các loài vật như voi, ngựa, heo, trâu, dê, gà, vịt, lạc đà, lừa, hoặc thí thanh niên, thiếu niên, bé trai, bé gái. Lại có các hữu tình khác như thế dùng để thí, hoặc thí thân thể của mình như đầu, mắt, tay, chân, máu, thịt, xương, tủy, tùy chỗ mong cầu mà thí cho. Đây cũng gọi là dùng vật hữu tình để bố thí. Sự bố thí đây là chỗ hiện hạnh của chư Bồ Tát, không phải sự thí, mà trong nghĩa đây ý muốn hứa thuận ở nơi các loại hữu tình kia, hoặc được tự do, hoặc có sức khỏe, hoặc đã được điều phục. Nếu phải lấy để huệ thí cho người thì lúc huệ thí nên quan sát tự mình không có tội, hoặc biết nếu không thí những hữu tình kia sẽ là nhân duyên
khiến tâm người khác hiểm hận, hoặc thí cho người mà biết tâm hữu tình kia không bị tổn não. Đây gọi là dùng vật hữu tình mà huệ thí không có tội. Sao gọi là dùng vật vô tình mà hành huệ thí? Nếu lực thuyết có 3 loại vật: một tài vật, hai vật thuộc ngũ cốc, ba vật thuộc chỗ ở. Tài vật là mani, trân châu, lưu ly, lạp bối, ngọc bích, mã não, xích châu, đá quý, lại có các loại khác như thế, hoặc chân bảo, hoặc vàng, hoặc bạc, hoặc các loại y phục, hoặc các loại tạp vật, hoặc các hương xoa, hoặc tóc, đây gọi là tài vật. Vật thuộc ngũ cốc là hết thảy các loại có thể dùng để ăn, dùng để uống như lúa mạch, lúa mì, lúa gạo, lúa nếp, mè, mía, sữa, phó mát, các loại quả như cam, bồ đào, các loại nước dùng để uống, lại có hết thảy loại khác như thế gọi là vật thuộc ngũ cốc. Vật thuộc chỗ ở là ruộng vườn nhà cửa, dinh phủ, cửa hiệu, hàng quán, chợ búa, viện cô nhi, viện dưỡng lão, chùa chiền, nơi làm việc, lại có hết thảy loại khác như thế gọi là vật thuộc chỗ ở. Đây gọi là dùng vật vô tình mà hành huệ thí không có tội. Phải biết trong đây tất cả vật thuộc trong số hữu tình, tất cả vật thuộc trong số vô tình đều gọi chung là vật dùng để thí. Tướng thí thế nào? Đó là ý nghiệp, tâm suy nghĩ, tạo tác đồng hành cùng không tham. Và do đây thân nghiệp, ngữ nghiệp phát khởi. Sở vật đã thí hoặc tự mình tương tục hoặc người tương tục để gọi là tướng thí. Thí thế nào? Do tín tâm thanh tịnh mà hành huệ thí, do rõ biết chánh giáo mà hành huệ thí, do nhận biết có quả báo mà hành huệ thí, do rất ân trọng mà hành huệ thí, do lòng cung kính không khinh mạn, tự tay mình hành thí, cấp thí đúng thời, vì cứu giúp người không gây tổn não người khác mà hành huệ thí. Bình đẳng như pháp, chẳng dùng bạo lực tích chứa tài vật để dùng cho việc cấp thí mà hành huệ thí, dùng vật tinh khiết mà hành huệ thí, dùng vật ngọt ngọt tươi tốt mà hành huệ thí, dùng vật thanh tịnh mà hành huệ thí. Do mỗi mỗi việc dùng huệ thí nên mình người đều không tội, luôn luôn huệ thí vì điều phục sức mạnh của lòng keo lẫn sẻ tiếc, tích tập thế lực mà hành huệ thí. Lúc bố thí trước phải khởi lòng hoan hỷ, đang lúc thí lòng thanh tịnh, thí rồi không hối hận, phải như thế mà bố thí. Vì sao thí hoặc vì từ bi mà hành huệ thí như đối với những người nghèo khổ, hoặc vì tri ân mà hành huệ thí như đối với người có ân, hoặc vì sự thương yêu, hoặc vì cung kính, hoặc vì tín thuận mà hành huệ thí như đối với người thân yêu, hoặc vì mong cầu công đức thế gian và xuất thế gian thù thắng mà hành huệ thí như đối với những người tôn quý do nhân duyên đây nên tu huệ thí, do hành tướng đây hoặc người tại gia hoặc người xuất gia tu hành huệ thí vì tâm trang nghiêm, vì tâm trợ bạn, vì tư trợ du già, vì chứng được nghĩa tối thượng mà hành bố thí, do nhân duyên đây tánh thí không tội, đây gọi là huệ xả. N. Sao gọi là vật trang nghiêm của Sa môn? Bốt Đà Nam nói: chánh tín mà không xiểm, ít bệnh, tinh tấn, tuệ, đủ thiểu dục vui đủ, dễ nuôi và dễ đủ. Đức đầu đà đoan nghiêm, biết lượng, pháp thiện sĩ, tướng người đủ thông tuệ, nhẫn nhu hòa hiền thiện. Đó là đầy đủ chánh tín không xiểm khúc, ít các bệnh tật, tăng tánh siêng năng tinh tấn, thành tựu diệu tuệ, ít muốn vui đủ, dễ nuôi dưỡng, dễ thỏa mãn, đều thành tựu đầy đủ công đức đầu đà, đoàn nghiêm biết lượng, thành tựu đầy đủ pháp của bậc hiền thiện, thành tựu đầy đủ tướng của bậc thông tuệ, khảm nhẫn nhu hòa vì tánh hiền thiện. Sao gọi là đầy đủ chánh tín? Như có người nhiều lòng tịnh tín, nhiều sự kính thuận trần chánh, phát khởi nhiều thắng giải, vui muốn nhiều sự an vui tốt lành, đối với bậc đại sư và các thiện pháp dành tịnh tín thẳm sâu không nghi không hoặc, đối với bậc đại sư cung kính tôn trọng phụng sự cúng dường, đã tu tập cung kính tôn trọng phụng sự cúng dường như vậy, lại thêm trên lòng thân cận ý chỉ nương tựa mà cùng chung an trú. Như đối với đại sư như vậy thì đối với bậc đồng phạm hạnh như pháp, đối với những điều dạy dần dạy trao được học, đối với việc tu cúng dường, đối với việc không phóng dật, đối với tam ma địa cũng hành như vậy, đây gọi là đầy đủ chánh tín. Sao gọi là không xiểm phúc? Như có người tánh thuần chất chánh trực, đối với đại sư cùng các đồng phạm hạnh có trí, như thật tự hiển bày chính mình, như vậy gọi là không có xiểm khúc. Sao gọi là ít các bệnh tật? Như có người thân không bệnh, đúng thời tiêu hóa điều hòa, quân bình thọ dùng giữ gìn, không quá nóng, không quá lạnh, không bị tổn hại, tùy thời an vui. Do nhân duyên đầy, ở nơi việc ăn, việc uống, việc nếm, việc nhai dễ dàng tiêu hóa, biến đổi nhanh chóng, đây gọi là ít các tật bệnh. Sao gọi là tánh siêng năng tinh tấn? Người kia thường an trụ bền bỉ, cẩn mẫn, dũng mãnh, bền chắc, ở trong thiện pháp thường không xả bỏ ách, mạnh mẽ, siêng năng không lười biếng,
Khởi phát viên mãn, năng làm việc có nghĩa lợi, tự dành lòng cung kính, phụng sự các đồng phạm hạnh có trí. Như vậy gọi là tánh siêng năng tinh tấn. Sao gọi là thành tựu diệu tuệ? Người kia nhớ nghĩ hiểu biết thông suốt, đều viên mãn tất cả. Các càn không ám độn, càn không ngu ngốc, cũng không cầm ngọng, chẳng phải dùng tay ra dấu thay lời. Có khả năng thông đạt, hiểu rõ nghĩa pháp là lời thiện, lời ác. Thành tựu đầy đủ tuệ hiểu biết câu sanh, thành tựu đầy đủ tuệ hiểu biết gia hạnh. Như vậy gọi là thành tựu diệu tuệ. Sao gọi là ít muốn? Tùy người kia thành tựu hết thảy sở hữu công đức của hạnh ít muốn, nhưng không muốn để người khác biết đến rằng ta thành tựu đầy đủ công đức ít muốn. Đây gọi là ít muốn. Sao gọi là vui đủ? Đối với hết thảy việc y phục ăn uống ngoạ cụ đều sanh tâm hoàn hỷ, sanh tâm chân chánh biết đủ. Đối với những y phục chưa có được, hoặc thô xấu hoặc tốt đẹp, đều không nhớ nghĩ, đều không mong cầu. Đối với y phục đã có được, không nhiễm đắm, không yêu quý, thọ dụng như phần trước đã rộng nói. Như đối với y phục thì đối với hết thảy việc ăn uống ngoạ cụ phải biết cũng vậy. Đây gọi là vui đủ. Sao gọi là dễ nuôi dưỡng? Như có người tự mình đủ khả năng nuôi dưỡng mình, không chờ đợi sự nuôi dưỡng chăm sóc của người khác như tồi tớ hoặc những người khác, cũng không mong đợi tiền của nuôi dưỡng từ người khác, khiến cho người thí chủ thí phải nói là khó nuôi dưỡng. Đây gọi là dễ nuôi dưỡng. Sao gọi là dễ thỏa mãn? Như có người nếu được chút lợi giàu ít ỏi nhỏ nhoi, cũng tự mình ân trọng giữ gìn, nếu được thô xấu cũng tự mình ân trọng giữ gìn. Đây gọi là dễ thỏa mãn. Sao gọi là thành tựu công đức đầu đà? Đó là thường khất thực, thường lớp khất thực. Chỉ ngồi ăn một lần, trước dừng sau ăn, chỉ giữ ba y, chỉ giữ y bằng lông, giữ y phấn tảo. Sống ở chốn à lan nhã, thường ở dưới gốc cây, thường ở đồng phắng, thường ở gò mả, thường ngồi ngay thẳng, chỗ ngồi bình thường. Hoặc việc ăn uống, hoặc việc áo quần, hoặc việc sắp xếp các vật dụng nằm ngồi đều y như vậy. Công đức đầu đà hoặc 12 thứ hoặc 13 thứ, khất thực có hai loại. Một, tùy chỗ khất thực có được. Hai, thứ lớp khất thực. Tùy chỗ khất thực có được, tức là chỉ từ một nhà đi đến rồi trở về. Tùy những gì có được, tùy chỗ được nhiều ít mà thọ thực. Thứ lớp khất thực, tức là vào thôn xóm tuần tự từng nhà mà khất. Tùy những gì có được, tùy vật hiện có ấy mà thọ thực. Không giơ tay cào với đến nhà người khác, không mong muốn được thế những thức ăn uống thơm ngọt, cho đến mong muốn được nhiều thức ăn vật uống. Phải biết trong đây, nếu nương sự khất thực không có tánh khác thì chỉ có 12 chủng. Nếu nương khất thực có tướng sai khác thì có 13 chủng. Ngồi ăn một lần, chỉ ngồi một lần cho đến lúc nên ăn, đều thọ thực tất cả. Từ chỗ ngồi đứng dậy, quyết định không ngồi ăn trở lại, như vậy gọi là chỉ ngồi ăn một lần. Trước dừng sau ăn, vì việc ăn nên tìm chỗ nên ngồi, cho đến lúc chưa ăn trước tiên phải thọ đầy đủ các việc khi ăn, nên tránh rõ biết. Tà này chỉ thọ thức ăn uống đang hiện có như vậy vì để giữ gìn sức khỏe của mình, lại tránh rõ biết quá thời gian này quyết định không ăn thêm, đã thọ nhận như thế rồi sau mới ăn, như vậy gọi là trước dừng sau ăn. Chỉ giữ ba y, được sử dụng ba y để tự bảo vệ mình. Những gì là ba y? Một, tăng giả lê. Hai, ôn đát la tăng giả. Ba, an đát bà tham. Ngoài ba y đây, chọn không cất giữ trường y vượt quá số này. Đây gọi là chỉ giữ ba y. Chỉ giữ y bằng lông, đây là việc giữ y hoặc giữ trong số ba y, hoặc là y dư thừa, tất cả đều dùng lông của chim, thú kết thành, quyết không tích trữ loại y làm bằng vật dụng khác, như vậy gọi là chỉ giữ y bằng lông. Giữ y phấn tảo là sở hữu y mà người khác vứt bỏ ở những nơi hoặc chợ hoặc ngõ hẻm hoặc đường phố hoặc hàng quán hoặc đường cái hoặc chẳng phải đường cái hoặc chỗ tạp nhạc ô uế, hoặc đã bị phấn tiểu máu mủ nước dịch nước bọt với nhiễm, lượm lấy hết tất cả y phục bất tịnh như thế, tẩy giặt sạch sẽ dơ uế, sau đó khâu nhuộm lại để mặc, như vậy gọi là giữ y phấn tảo. Ở chốn à lan nhã là cư trú ở chốn không nhàn, núi rừng đồng hoang, chỗ nằm ngồi bên bờ vắng vẻ, xa lìa tất cả thôn ấp xóm làng, như vậy gọi là trú ở à lan nhã. Thường ở dưới gốc cây, thường nguyện ở dưới gốc cây, nương ở dưới gốc cây, như vậy gọi là thường ở dưới gốc cây. Thường ở đồng hoang hẻo lánh, thường nguyện ở nơi đồng hoang hẻo lánh, nơi không có mái ngăn tre, như vậy gọi là thường ở nơi đồng hoang hẻo lánh xa xôi. Thường ở nơi gò mả, thường nguyện ở nghĩa địa, chỗ tống táng các thi hài sau khi chết, như vậy gọi là thường ở nơi gò mả. Thường ngồi ngay thẳng,
thường ngồi ngay thẳng trên giường lớn hoặc giường dây nhỏ và ngồi trên tòa bằng cỏ lá. Trải qua ngày giờ chọn không đặt lưng hoặc không đặt hông tựa vào giường lớn hoặc giường dây nhỏ hoặc tường vách hoặc thân cây hoặc trên tòa bằng cỏ lá, như vậy gọi là thường ngồi ngay thẳng. Chỗ ngồi bình thường là chỗ nằm ngồi hoặc có lúc trên cỏ hoặc có lúc trên lá. Thường nằm ngồi ở trên cỏ lá, chỉ một lần trải, sau khi đã trải chọn không lật lên sửa chữa lại, như vậy gọi là chỗ ngồi bình thường. Hỏi, vì sao gọi là công đức đầu đà? Đáp, ví như ở thế gian hoặc lông thú hoặc bông vải, nếu chưa dùng roi quất, chưa đánh tơi, chưa tách ra, nên sợi của nó lúc ấy không mịn, nhuyễn, không nhẹ nhàng, chưa thể kết thành sợi tơ nhỏ để làm chiếu đẹp được. Nhưng nếu được đập, được đánh tơi, được tách ra, bây giờ tự phân tán ra trở nên nhẹ nhàng mềm mại, có thể kết thành các sợi tơ nhỏ, làm thành chiếu đẹp. Hành giả thực hành cũng vậy, do tham ăn uống nên tâm nhiễm đắm đối với các thức ăn uống, do tham y phục nên tâm nhiễm đắm đối với y phục, do tham các vật dụng nằm ngồi nên tâm nhiễm đắm đối với các vật dụng ấy. Do công đức đầu đà như thế, kia năng tu đối trị khiến tâm thuần trực, khiến thanh tịnh nhu nguyên diệu khéo, có khả năng cảm niệm thuận theo điều được dạy bảo năng tu phạm hạnh, cho nên gọi là công đức đầu đà. Trong việc ăn uống có tham ăn mỹ vị và tham ăn nhiều năng chướng ngại việc tu thiện pháp. Vì muốn đoạn trừ tham ăn mỹ vị, nên tùy chỗ khất thực có được thứ lớp khất thực. Vì muốn đoạn trừ tham ăn nhiều, nên chỉ ngồi ăn một lần trước dừng sau ăn. Trong việc y phục có ba chủng tham năng chướng trong việc tu thiện: một tham nhiều y, hai tham xúc chạm mềm mại, ba tham tốt đẹp thượng diệu. Vì muốn đoạn trừ tham nhiều y nên chỉ giữ ba y, vì muốn đoạn trừ tham xúc các y phục mềm mại nên chỉ giữ y bằng lông, vì muốn đoạn trừ tham y phục tốt đẹp thượng diệu nên giữ y phấn tảo. Trong việc vật dụng nằm ngồi có bốn chủng tham năng chướng trong việc tu thiện: một tham ổn tạp, hai tham nhà cửa, ba tham ưa nương tựa, ưa nằm, bốn tham các vật dụng nằm ngồi. Vì muốn đoạn trừ tham ổn náo hỗn tạp nên ở chốn A Lan nhã. Vì muốn đoạn trừ tham nhà cửa nên thường ở dưới gốc cây, đồng hoang vò mả. Vì muốn đoạn trừ tham dâm dật nên thường ở nghĩa địa. Vì muốn đoạn trừ tham ưa dựa nằm nên thường ngồi ngay thẳng. Vì muốn đoạn trừ tham các vật dụng nằm ngồi nên thiết lập chỗ ngồi bình thường. Đây gọi là thành tựu công đức đầu đà. Sao gọi là đoan nghiêm? Hoặc đến hoặc về, hoặc thấy hoặc nhìn, hoặc cò hoặc duỗi, giữ tăng giả lê, giữ y cầm bát, năng thành tựu thân tướng đoan nghiêm. Đây gọi là đoan nghiêm. Sao gọi là biết lượng? Đối với y phục, uống ăn, vật nằm ngồi, thuốc trị bệnh cùng các vật dụng nuôi thân khác mà các bà la môn trưởng giả cư sĩ tịnh tín rộng rãi cấp thí, phải biết lượng mà thọ nhận, đây gọi là biết lượng. Sao gọi là thành tựu đầy đủ pháp của bậc hiền thiện? Như có người sanh dòng tộc cao quý mà tịnh tín xuất gia, hoặc sanh dòng họ giàu có mà tịnh tín xuất gia, có dung nhan đoan nghiêm mỹ diệu, mọi người nhìn thấy khiến hoàn hỷ, đầy đủ đa văn, lời nói đầy đủ viên mãn. Người kia thành tựu chút ít trí tuệ, an trú chút ít nơi sự an lạc, tuy nhân duyên như vậy mà không tự đề cao, không khinh miệt người khác, năng rõ biết tuy pháp hành pháp là đạo lý chân thật, cho nên quan sát kỹ lưỡng sâu xa, đã hiểu biết rồi tinh tấn tu hành tùy pháp hành pháp. Đây gọi là thành tựu đầy đủ pháp của bậc hiền thiện. Sao gọi là thành tựu đầy đủ tướng của bậc thông tuệ? Do tướng tạo tác nghiệp nên biết người ngu, do tướng tạo tác nghiệp nên biết người thông tuệ. Việc ấy như thế nào? Đối với những người ngu thì điều suy nghĩ là nghĩ ác, việc làm là làm ác, lời nói ra là lời nói ác. Những bậc thông tuệ thì điều suy nghĩ là nghĩ thiện, việc làm là làm thiện, lời nói ra là lời nói thiện. Đây gọi là người thành tựu tướng thông tuệ. Sao gọi là phàm nhẫn? Như có người bị mắng không mắng trả, bị sân không sân trả, bị đánh không đánh trả, bị khinh thường không khinh thường lại. Lại người kia có khả năng phàm nhẫn chịu xúc chạm của lạnh nóng đói khát, ruồi muỗi rắn bỏ cạp. Lại có khả năng nhẫn thọ các lời thô ác xúc phạm của người. Lại khả năng nhẫn thọ khi thần chịu được sự đau đớn bứt rứt mạnh mẽ, cứng rắn nhẫn chịu khổ khi tâm bị bức bách, kể cả bị đoạt mạng. Ý tánh khảm nhẫn nên có sự bao dung thọ nhận, đây gọi là khảm nhẫn. Sao gọi là nhu hòa? Như có người đối với bậc đại sư thành tựu đầy đủ thần nghiệp tử mẫn, ngữ nghiệp tử mẫn, ý nghiệp tử mẫn. Đối với các đồng phạm hạnh có trí, hòa hợp cùng trùng thọ dụng các vật được phép thọ dụng, nếu có đồ ăn thức uống không cất giấu riêng, vật có được thu được như pháp,
rơi vào trong bát thì thuộc sở hữu của bát, tùy theo đó mà thọ dụng. Đồng giới đồng kiến, thành tựu sáu chủng pháp không tranh cãi, đáng vui đáng thích, đáng trân trọng, dễ cùng chung sống với nhau, tánh không xúc não người khác. Đối với các đồng phạm hạnh có trí cùng chung ở một chỗ, khi gặp nhau thường vui mừng hoan hỷ, đây gọi là nhu hòa. Sao gọi là tánh hiền thiện? Như có người xa lìa nhạt nhỏ, buồn bã, dùng nhàn tươi tắn, lời nói uyển chuyển, nói cười nhỏ nhẹ, thường hay ái ngữ, tánh nhiếp thọ nhiều pháp lành làm bạn, thần tầm vắng lặng gọi là hiền thiện. Thành tựu các pháp như đây, không ham thích lợi dưỡng cung kính xưng khen, vui thích chánh pháp, vui thích tạo làm các công đức, cũng không có hai chục tà kiến là tổn giảm và tăng ích. Đối với pháp không thật có chưa từng khiến tăng thêm, đối với pháp thật có chưa từng làm tổn giảm. Đối với những việc tạo tác tương ứng, văn hòa đẹp đẽ, văn cầu từ ngữ, trang sức xảo diệu, thuận theo vô số văn cú thơ luận của thế gian, phải năng tránh hiểu biết không có nghĩa lý, không có lợi ích, nên tránh xa vứt bỏ, không tập học theo, không quý thích, cũng không lưu truyền, chẳng vui tích chữ y, bát, dư thừa khác, xa lìa chúng tại gia, cùng những chỗ huyền thuyền ổn tạp, chỉ làm tăng phiền não, cùng thánh chúng vui hòa hợp chung ở, vì tịnh tu trí tuệ, không vui thích nhiếp thọ bà con làng xóm bè bạn, tự nghĩ, ta chớ do nhân duyên bạn thần đây, sẽ chiếm lấy vô lượng sự việc quấy nhiễu, nếu kẻ biến hoại sẽ sanh trùng trùng sầu thán, ưu não hốn khổ. Nếu lúc sanh khởi hai hoặc như vậy, không kiên cố chấp trước, lúc xuất hiện liền vứt bỏ trời sạch. Tự nghĩ, ta chớ do nhân duyên hai hoặc đây, hiện tại khiến sanh các thứ khổ, về sau khiến sanh các thứ khổ, chọn không làm hư tổn của tín thí, chọn chẳng hủy phạm giới cấm thành tịnh mà thọ dụng của tín thí, chọn chẳng hủy hoại lòng tín thí, chọn không xả bỏ hợp xứ đã thọ, thường vui quan sát các lỗi lầm đã gây tạo, không truy tìm lỗi lầm sai phạm của người khác, tự ẩn che điều thiện của mình, phát lộ việc ác, vì nhân duyên khó tồn tại mạng sống, cũng không cố ý suy nghĩ hủy phạm các tội. Nếu do quên mất chánh niệm hủy phạm lỗi dầu nhỏ, liền nhanh chóng như pháp hối trừ. Đối với việc cần làm, siêng năng không lười biếng, phàm dù cả trăm việc đều tự mình có thể thành tựu đầy đủ, chọn không cầu người khác vì mình cung cấp. Đối với uy đức thần lực giáo pháp thẳm sâu không thể nghĩ bàn của Phật Thế Tôn cùng đệ tử Phật, năng phát khởi tìm hiểu sâu, chọn không chạy bài hủy báng, năng tránh biết rõ chỉ là sở tri sở kiến của Như Lai, chẳng phải cảnh giới của mình, chọn chẳng vui thích an trụ nơi kiến thủ hư vọng phi lý, chấp điều hiếm lạ, chấp ngôn luận chú thuật do ác kiến sanh khởi. Nếu hữu cùng tương ứng công đức như vậy, an trụ như vậy, tu học như vậy, dùng các vật trang nghiêm của chánh hạnh xả môn mà tự trang nghiêm cho mình thì thật sâu xa vì diệu. Ví như có người còn trẻ tuổi xinh đẹp đàn chánh vì muốn trang nghiêm cho thân thể, nên vui thích thọ dụng các dục, tắm gội thân thể, xoa ướp các diệu hương, mặc áo quần trắng sạch, lại trang điểm bằng các thứ báu vật tuyệt đẹp như chuỗi anh lạc, bông tai, nhẫn đeo tay, xuyến đeo tay, các diệu bảo ấn, các thứ hoa cài tóc bằng vàng bạc thì càng thêm kỳ diệu. Cũng vậy, hành giả dùng các vật dụng vì diệu trang nghiêm, đó là chủng chủng công đức của chánh hạnh xả môn, để tự trang nghiêm cho mình, khiến cho uy đức oai quang chiếu khắp, gọi là trang nghiêm xả môn, đây gọi là nghĩa vật dụng trang nghiêm của xả môn.